Báo. Mình xin chào các bạn và bà con. Bữa nay cái video hôm nay là quay lại những cái chú chồn và những cái hình ảnh ở bên trại chồn chia sẻ cho các bạn. Thì như các bạn biết rồi đó, bên trại mình đang phát triển là con le le, chích cồ và chồn hương. Thì hôm trước, cái video hôm trước đó, mình có quay một cái chú chồn con. Đây, con này đây, mình đặt tên cho nó là Báo Báo nè. Đó. Thì anh em thấy mình nuôi á, mình có nghĩa là đụng chạm nó được nè, chơi với nó được, nó không giữ, nó không có cắn. Thì mình gọi là cái chồn thú cưng á, chơi thú cưng các bạn. Thì anh em thích á, anh em dặn thêm mình nuôi thêm mấy con nữa. Thì đa số những con chồn mà để mình chơi thú cưng á, là con chồn đực. Tại vì cái con đực á, nó có cái xạ hương khi nó trưởng thành. Khi nó trưởng thành nó sẽ có cái xạ hương, nó thơm lắm ha. Với con đực nó to con nữa. Đó, hôm trước cái con này nó bị ăn hiếp ở trong bầy, thành ra mình tách ra mình nuôi riêng, nuôi chơi. Đó, mấy video trước á, mình cũng có nuôi nhiều các bạn, cũng có nuôi nhiều nữa, nhưng mà mình không có thời gian nhiều để mình nuôi đó. Các bạn biết là nuôi chồn con này ha, cứ tách mẹ nó ra khoảng mười mấy ngày là cứ 4 tiếng cho uống sữa lần, 4 tiếng cho uống sữa lần. Thì có nhiều bạn quan tâm hỏi cho cái cách uống sữa như thế nào rồi làm sao đó. Thì đây nè, hai cái bình sữa nè, cameraman lại xích gần chút các bạn nè. Hai cái bình sữa này là của nuôi cho chó mèo á, chứ của chồn không có đâu. Các bạn có thể là mua ở những cái cửa hàng, những cái dịch vụ thú y ở địa phương mình, hoặc là các bạn có thể là mua ở trên Shopee ha, Shopee hoặc là Lazada gì đó. Có cái này gọi là bình sữa cho chó mèo, loại nhỏ thôi nên nó có nhiều cái núm đó. Đó thì mình cho nó uống cái loại sữa này nè các bạn nè. Loại sữa này là Biomilk for Pet đó. Sữa cao cấp chuyên dùng cho chó mèo, thì nó có nhiều cái thành phần nó phù hợp với cái con chó với con mèo. Tại vì con chồn nó giống như con mèo, thì mình dùng cái sữa ké cho nó thôi, chứ thật sự không có cái sữa chồn. Thì mình nghĩ nó là uống cái sữa cho con chó với con mèo là nó hợp lý ha. Còn các bạn có thể là cho nó uống sữa tươi không đường, sữa Vinamilk không đường của mình cũng được. Và con này nó tự lại nên nó uống bình sữa luôn rồi. Để mình nói xong mình cho nó uống. Con này nó lanh, bữa nay nó lanh lắm. Thì lúc trước mình nuôi bằng cái sữa trẻ em, cái sữa nào cũng được các bạn, miễn sao con chồn mình nó quen là được à. Có nhiều bạn họ gọi điện hỏi mình đó, nuôi như thế nào. Thì cái cách nuôi là mình cho nó pha theo cái liều lượng hướng dẫn của cái nhà sản xuất người ta nè. Rồi mình có kèm thêm một cái này, cái này là mua ở tiệm thú y, thuốc tây Meta. Cái này đặc trị tiêu chảy, mình ngừa nó. Với lại một cái ống này là ống men tiêu hóa đó các bạn, của người ta luôn, Enteromina. Nói chung là cái men tiêu hóa là được rồi. Hai cái này đi kèm những ngày đầu á, sau khi tách mẹ. Thì con chồn sau khi tách mẹ thì nó la như nè, các bạn thấy nó la nè. Cái lứa này mình mới tách nè, mới tách để nuôi thú cưng cho anh em nè ha. Nè, cái con này nó nè Nguyên quay lại đây comment nè, chưa cầm đút nó nữa là ha, nó tự nó xử luôn rồi thấy không. Đó, chồng thú cưng là vậy đó, nhưng mà không có thời gian mình nuôi. Là ra thêm con nữa đi, 4 lần 2 con kìa, 41 bình luôn kìa Nguyên, 41 bình luôn kìa đó, thấy không. Ra con thôi, ra nhiều quá lộn xộn lắm rồi. Buốt xong ra nữa, buốt xong ra nữa đây nè. Mình thì mình thích nuôi với cái con nhỏ nhỏ gì các bạn ơi. Chim cũng vậy nữa, tất cả là mình nuôi chim non hết. Khi mà chồn mình nuôi thú cưng là nuôi từ nhỏ vậy nè, từ nhỏ như bên đây vậy nè. Tí đó mình quay cho các bạn coi nè, đây nè Nguyên, quay qua đây nè. Đó, cái cỡ này thì mình nuôi được mười mấy ngày rồi. Nó cái cỡ này nè, cỡ này thì nó tầm vừa mở mắt chút xíu là mới bắt ra. Thì con chồn con các bạn là mình mới bắt ra là nó la lắm, nó vắng mẹ nó la. Thì nó la một ngày hai ngày là nó hết la rồi, nó nằm nó co go lại thôi đó. Mình nuôi trong cái lồng này, lồng chim luôn đó, cỡ này. Còn mấy ông này thì ra đây là chuyên nghiệp rồi, thổi càng cầm luôn nè. Con nó Nguyên quay sát cho Nguyên đó, thấy không. khỏi cần cầm bình luôn, tự xử luôn. Nằm dài luôn, uống luôn. Chuyên nghiệp luôn. Thì đó, đó. Nuôi con trồn thú cưng thì nó cực lắm các bạn à, nó cực gấp 2 lần, gấp 3 lần cái con trồn nhỏ luôn. Con trồn nhỏ mình nuôi từ bố mẹ nó thì con này bú được nửa bình luôn rồi nè, thấy không? No luôn nè, bụng căng luôn nè, bú cái này mạnh luôn. Con kia quất gần hết bình luôn kìa, mớp bình luôn. No chưa? No rồi đúng không? Báo no đúng không báo? No căng bụng luôn nè. Thì khi nào mà nó no nó nghỉ các bạn. Thì con trồn thú cưng các bạn biết là nuôi cực gấp 4 lần cái con trồn mà bình thường của mình biết ăn á. Trồn biết ăn thì cho mẹ nó nuôi, tự nuôi thì dễ rồi. Con trồn thú cưng các bạn biết à, canh 4 tiếng đồng hồ cho nó uống sữa một lần, rồi bú sữa một lần, ngày đêm cũng vậy, cứ 4 tiếng là cho nó bú một lần, hơi cực như vậy. Thì cái con trồn thú cưng mà mình để nuôi được cái con mình cầm mình chơi được như vậy thì nó hơi mất công một chút, phải không? Anh em nào dặn á mình mới đem ra mình nuôi, chứ tự nhiên mình không có thời gian để mình nuôi thú cưng gì các bạn. Anh em nào dặn á mình đem ra mình nuôi nè. Nè con này, hai con này cỡ này thì sắp biết ăn rồi đó, mình ôm mình chơi mới được. Còn mà nó bự quá sao ôm chơi được, bự quá ôm nó cắn mà. Không, bú chuyên nghiệp không, bú chuyên nghiệp không. Rồi kìa, rồi bú xì sữa ra ngoài luôn. Chắc là bữa nay 2 bình sữa này không đủ đô với với 4 con trồn này. Bữa nay nó tăng đô lên này, bạn để chia sớt qua đây chút xíu. Chia qua đây chút xíu. Còn mình đây nó bú mạnh quá hết bình luôn nè. Qua đây đàn con đây, 1 lần 2 bình, 2 bình mới kịp chứ đó. Rồi con gì bay lên đầu vậy con? Sai ơi trời, trời. Các bạn biết làm sao mà mình nuôi mà mình không có thả nó ra ngoài không? Khi mà nó biết ăn rồi á, mấy cái con sáo hay là mấy con nhồng, mấy con chim mà mình thả ra, đặc biệt là mấy con quẹt, nó bay qua cái camera luôn à. Thảy nó qua đây Nguyên, đem qua đây, bỏ nó xuống đi. Đặc biệt là mấy cái con vẹt của mình đó các bạn, nó đây, đem nó xuống này, nó nhảy lên cái camera, xuống đây coi nè. Con vẹt của mình thì mình nuôi lồng trần, con sáo thì mình hai cái thả ra, nhồng cũng vậy nữa. Thì cái con mà con trồn này á, nó gặp cái con sáo á, hoặc là con nhồng á, là nó chụp, nó giống như mèo mà, nó chụp nó ăn. Thành ra mình không có thả mấy con trồn thú cưng ra. Hiện tại mình đang nhốt ở trong trại các bạn. Cái lứa này nhỏ thì nó chưa biết ăn thì không nói gì đi ha. Trời ơi con sáo này, có khi nào mày điên bãi trên đầu được. Có khi nào nó làm một bãi trên đầu luôn không? Đó, đi đồng vòng đi, con trồn nó lớn lên nó chụp mày đó. Nè no rồi đó ha, thôi chưa? Đó. Đó. Đứng lên luôn kìa, đứng lên luôn kìa. Trồn thú cưng như vậy đó các bạn, cái đó là cái cách mình nuôi. Nay mình nuôi nay nhiều bầy lắm rồi. Có nhiều bạn mà chưa có kinh nghiệm nuôi, các bạn hỏi mình đó, mà trồn mới đem ra thì nó phải la rồi, nó tấp vắn mẹ nó phải la rồi. Ăn uống thì 4 tiếng đồng hồ cho nó bú sữa một lần. Khi nào nó biết ăn thì các bạn cho nó ăn ngày 2 cữ, dễ mà. À, bú sữa nè, sữa mình chia sẻ với các bạn rồi đó, bú bình như vậy đó. Rồi ăn xong vô ngủ cho nó khô, cho nó ấm, tối tối chút xíu đó các bạn, lạnh quá các bạn xong cho nó cái bóng đèn cũng được đó. Rồi tới mấy bé trồn ở đây đó, mấy bé trồn ở đây là mới ra luôn đó, mình mới tách ra nè, đúng không? Có con chắc chưa biết bú, chưa biết gì đâu nè, mới ra còn la, chưa biết uống sữa, chưa biết núm gì đâu đó. Mình giặt cái miệng nó ra mình đút cho nó uống thôi, cho sữa chảy xuống rồi thì nó nếm được mùi sữa là nó sẽ nút vô, sữa nó chảy vô thôi. Không chịu bú luôn à. Chưa đâu, nó quen á, khi mà nó quen á là nó sẽ bú rồi đó. Thì để cho nó đói một chút xíu á, mình cho nó bú, nó hút mạnh hơn. Đó đó, con này nè, nè ha, như con này nè ha, biết nút rồi nè ha. Đó, đói là nút rồi, nút mạnh hơn. Đó ha. Thì cứ thói quen, mai mốt mình kê cái nấm vú nó vô, cái bình sữa vô là nó sẽ bú thôi. Nó giống như cái vú sữa con trồn mẹ đó nha. Cũng dễ mà các bạn ha. Quan trọng là các bạn giữ ấm cho nó rồi cho nó uống sữa. Uống sữa nào một loại thôi, các bạn đừng có thay đổi sữa nhiều quá nha. Thay đổi nhiều quá là nó sẽ bị tiêu chảy á. Con sáo này ồn ào quá, mày đi ra chỗ khác mày chơi đi mày ơi. Đi đi. Mình thì thích nuôi chồn, thú cưng nè, nuôi sáo, nuôi nhồng gì đó, làm thú cưng hết. Đây, mà không có thời gian nhiều thôi. Đó. Bây giờ mình sẽ cho cái bầy chồn này nó bú xong. Mình sẽ đi quay, chia sẻ những hình ảnh liên quan tới con chồn. Bữa nay cái video này sẽ quay những cái con chồn cho các bạn coi. Lâu rồi không có chia sẻ những hình ảnh bên cái trại chồn cho các bạn. Hôm nay lo quay chim cảnh, chim kiển nhiều quá, không chia sẻ những cái con vật nuôi chính. Bà con cũng nhắc mình, thì bữa nay mình đi quay cho các bạn coi ha. Cá tường, bữa nay cá bữa nay đẹp không? Bữa nay về sớm. Quay lại cái việc mà nuôi chồn các bạn, thì các bạn biết mình nuôi chồn mình cho nó ăn thức ăn chính là cá với chuối. Và những cái loại thức ăn phụ giống như là cua, lương này kia mình bổ sung từng một vài lần thôi. Nhưng mà cái thức ăn chính ngày nào cũng phải có là cá. Ở đây là mình cho nó ăn cá phi là cái loại thức ăn chính của nó. Tại vì cái con cá phi ở địa phương mình là dễ mua, dễ tìm nhất. Và cái giá thì nó cũng hợp lý cho anh em nuôi chồn. Giá nó cũng hợp lý, nó tầm khoảng 10 mấy ngàn trở lại ký cá phi ở đây, ở địa phương mình. Thì mình chọn những cái con cá mà tươi nhất, và cứ 2 ngày là mình nhập cá vô một lần, nhập trại một lần, không có để cá qua đông lâu quá. Tại vì con cá mà nó qua đông lâu quá thì nó không tốt các bạn ạ. Thì đối với cái số lượng các bạn biết là ít á, một vài con á thì mình có thể là mình đánh bằng tay, đánh dãy bằng tay, mình làm bằng tay được. Thì cái số lượng mà nhiều á, mật độ chồn nó nhiều, mình sử dụng một ngày là nhiều ký cá thì các bạn làm tay thì làm không kịp, làm không xuể, bắt buộc là mình phải làm bằng máy. Thì ở đây là mình đang vô cái túi này, là cái túi này để đánh dãy cá. Đó, hôm trước ở những cái video mấy tháng trước á, thì mình chia sẻ với các bạn là mình có làm một cái máy đánh cá chia sẻ với các bạn ở trên cái kênh YouTube của mình đó. Thì ở đây là mỗi một cái túi như vậy nó tầm khoảng 5-6 kg cá phi. Đó. Mình vô cái túi này để bộ đội nó đánh dãy cá cho các bạn coi ha. Rồi ha. Đó. Thì nhìn lúc đầu á, mình mới làm cái máy này á, thì anh em thấy thật sự là nhìn không biết để mình làm cái gì và nó có cái tác dụng gì. Thì ở đó là cái khoan nó bật lên này. Ở đó là cái tăng đưa để mình căng cái túi này cho nó thẳng ra. Đúng không? Cấu tạo cái chi tiết thì các bạn xem lại cái video cũ hôm trước á, những cái video hôm trước mình phát bên cái video trồng hương á, thì cái khung sắt rồi cái mấy cái bánh răng này kia đồ nó thì nó đơn giản, các bạn nhìn thấy đơn giản ha. Chủ yếu là cái thanh sắt này và cái bộ phận chuyển động này ha, chuyển động này thì mình máng cái. Các bạn nào mà chưa có xem cái video cũ thì các bạn tưởng tượng cái video này như thế này, nó sẽ có một cái thanh sắt như thế này để nó kéo cái túi cá, giống như là nó giặt lên giặt xuống, Nguyễn đưa lên cho bà con dễ coi. Khoan cầm cái tay á nè, đi qua cái góc cuối á, đó thì cái này là nó chuyển động nè, nó đung đưa ha, không phải nó đung đưa như nè. Từ từ khoan để mình nói trước đi rồi mình hãy cho nó chạy cho các bạn coi. Thì từ cái motor này, nó chuyển động lên cái xoay cái này ha. Đó, cái motor này nè ha, mình thấy nhìn đơn giản không, motor này nó chuyển động lên cái thanh sắt đó. Đó, nó cứ chuyển động tới lui á. Đó là mình quay cái hướng này cho các bạn để dễ hiểu nè, nó chuyển động tới lui nè ha, nó đánh tới đến lui, nó đẩy tới đến lui, một cái chu trình của nó như vậy đó. Thì mình làm nhanh lên thì cái con cá nó sẽ tiếp xúc với cái mặt lưới này. Cái lưới này nó có cái, các bạn mua cái lưới là có cái mắt này nó dày lên nè, mắt này nó dày ha. Có thể các bạn đem một tay cũng được, nó đừng cho con cá nó lọt ra là được rồi. Thì cái nó đẩy tới đẩy lui như vậy thì cái ma sát cái con cá nó sẽ chạm vô cái tay cái da của con cá nè. Nè, cái da của con cá, cái dãy của con cá, thì cái dãy của con cá nó sẽ chóc ra. Thì cái dãy của con cá nó sẽ chạm vô cái mặt lưới này, nó chạm vô những cái mắt này nè. Ha, các bạn mà có làm theo á thì các bạn mua cái lưới cái mắt này cho nó dày một chút, ha, dày làm sao cho con cá nó đừng có lọt ra. Thì trong cái quá trình đánh đưa như thế này á, cái dãy con cá nó sẽ chạm vô cái mặt lưới này thì cái dãy nó sẽ chóc ra. Đó, cái dãy con cá nó sẽ chóc ra. Thì mình bớt đi cái khâu đánh dãy cá, thì nó lâu lắm. Mình chỉ việc là đánh xong đó là chỉ việc là mổ bụng ra, là lấy ruột cái là được, là cá nó sạch rồi. Giống như đó, đó. Bạn thấy không? Rồi đánh xong là cá nó sẽ sạch dãy như thế này. Đó, nó sạch dãy như thế này. Rồi cái việc còn lại là mổ bụng ra với cắt kỳ là con cá nó sạch. Rồi mình vô cho nó ăn. Còn dư để tủ đông. Ha. Thì ở phía trên này thì những cái dây điện linh tinh, cầu dao, cầu chì thì các bạn là biết, có kiến thức điện thì các bạn làm tí xíu là được rồi. Còn cái motor, đây là cái motor để mình chuyển động lên cho nó, chuyển động lên cho cái này nó hoạt động. Các bạn nhìn thấy nó đơn giản không có giống gì hết trơn, nhưng mà nó hiệu quả lắm các bạn nha. Đơn giản mà hiệu quả nha. Thì ở đây mình có chế thêm một cái gọi là cái bơm nước. Cái bơm nước nè, bơm nước này nó hút nước để nó tưới lên cái con cá luôn. Trong cái quá trình đánh dãy thì con cá mình nó sạch luôn, mình không phải rửa lại nữa. Đó, thì ở đây mình chế qua cái motor này, nó qua cái máy cái hút nước này, cái này hút nước này, hút nước của ghe các bạn. Cái ghe hoặc còn mấy cái xà lan gì đó. Nó mình chế vô thêm thì cái hệ thống hút nước hay là mồi nước gì đó. Đó. Đây. Cái này đơn giản mà các bạn làm thì dễ rồi. Bây giờ mình cho nó chạy cho các bạn coi ha. Đây. Bây giờ mình bật điện lên cho nó chạy cho các bạn này. Đó. Nước nó sẽ tưới xuống. Con cá nó sẽ đảo lộn. Con cá nó xoay tròn trong cái túi đó các bạn. Đó. Thấy không? Con cá nó sẽ xoay tròn và nước ở trên nó tưới xuống rồi vậy cá nó sẽ rớt ra. Nó sẽ rớt ra vậy. Đó. Đó. Tầm khoảng 2 đến 3 phút á, thì cái túi cá này nó sẽ hết dãy. Nước nó hút từ đó luôn các bạn, nước nó hút từ cái motor đó, nó hút lên đây luôn, nó hút lên đây và nó tưới xuống con cá mình, sạch luôn. Đó, khi nào mà các bạn thấy nó hết vậy á, thì mình đem ra mổ ruột, mổ bụng lấy ruột. À. Thì tầm khoảng 2 đến 3 phút. Đó, 2 đến 3 phút thì mấy con cá này các bạn coi nè. Nguyễn gỡ xuống cho các bạn coi. Thì nó vừa đánh dãy và nó vừa rửa cá luôn, nó sạch luôn nè. Bạn thấy là cái vảy, tất cả các vảy cá nó đều rớt xuống đây hết nè. Thấy không? Vảy cá nó đều rớt xuống dưới hết. Đó, nước nó rửa sạch luôn. Nguyễn đổ ra một túi cho bà con coi nè. Đây. Một túi như vậy nên tầm khoảng cái này con vô mấy ký Nguyễn? Khoảng 6 kg không? 10 kg luôn hả? Một túi này bự hả? Túi nhỏ rồi. Bữa túi nhỏ nó khoảng 5 kg, cái túi này vậy là 10 kg, 10 kg trong vòng khoảng 1 phút mấy 2 phút chứ các bạn. Thì cá nó sạch hết rồi. Không? Sạch dãy hết rồi. Nó bóng dãy rồi con cá nó vẫn còn đẹp nha. Cá nó còn đẹp chứ không phải đánh dãy nó xấu, thì nó giúp mình giảm đi rất là nhiều thời gian và công sức. Đó. Bây giờ còn lại cái việc còn lại là chỉ cắt mang, cắt kỳ, cắt những cái không cần thiết, mổ bụng ra là xong. Đó. Đó. Thì chia sẻ với các bạn, chia sẻ với bà con về cái cách mà mình đánh dãy cá như thế này. Đó, để mình đi ra ngoài mình quay những cái con trồn hương cho các bạn coi nha. Đó, các bạn vừa xem xong cái cảnh mà mình làm cá rồi đánh vảy cá để chuẩn bị thức ăn cho trồn. Thì cái nguồn thức ăn của mình là cá phi tươi. Cái con cá phi là cái con thức ăn chính. Cá với chuối là thức ăn chính cho cái trại trồn của mình. Ở đây mình không có cho nó ăn thức ăn công nghiệp, tại vì cái nguồn thức ăn nó ở địa phương mình rẻ, nhiều, dễ kiếm. Thành ra mình phải tận dụng cái nguồn thức ăn đó để tiết kiệm cái khâu thức ăn trong chăn nuôi. Đây mấy con trồn thì buổi trưa thì nắng nó nóng thì mình tắm nó. Định kỳ thì mình tắm từng khoảng 2-3 lần gì cũng được. Cái tập tính của con trồn thì bà con biết rồi đó. Nó ăn đêm, nó hoạt động về đêm và nó ngủ ngày. Thấy không? Đây là cái thức ăn cho cá, nhưng mà mình không có cho con trồn nó ăn đâu. Cho cái con cá ở dưới á, mình nuôi con cá ở dưới á, mình cho nó ăn ở dưới. Thấy không? Cái phân của trồn á, hoặc là những cái thức ăn dụng của con trồn là giống như mấy cái cá nè, còn những cái dụng như thế nè ha, thì mình làm cái máng đó, mình làm cái máng thu phân. Cái này ở cái video trước đó, mình nhớ mình chia sẻ cho bà con rất là kỹ. Có một số bạn hỏi mình làm cái máng này chi để cho phí nè, thì cái gì nó cũng có cái mục đích của nó, mình làm cái gì cũng có mục đích của nó. Thì cái máng này á, để hứng những cái thức ăn thừa nè, cái ăn thừa thì mình làm cái dốc, cái độ dốc, cái máng có cái độ dốc để khi mà buổi sáng thì mình dọn dẹp vệ sinh á, là cái thức ăn và phân á, nó sẽ chảy xuống, nó tập trung vô một chỗ, nó tập trung vô đây. Ở dưới đây là mình nuôi cá nè. Nó tập trung, nó chạy xuống cái lỗ này, 2-3 bên máng nó chạy xuống lỗ này. Ở dưới đây mình có văng cái mùng cá ở đây, mình chia thành là nhiều mùng, nhiều lứa cá để cho nó phù hợp kích cỡ của con trồn. Thí dụ như con trồn nhỏ thì mình cho nó ăn cá nhỏ, con trồn lớn thì mình cho ăn cá lớn. Đó, trong trại lúc nào cũng có cá ở dưới đìa như thế này nè. Tận dụng cái diện tích mặt đìa dưới đây, thì mình nuôi trồn, mình nuôi ở trên mặt đè, mà ở dưới là chủ yếu là để mình nuôi cá thôi. Đó, mình đổ thức ăn xuống, cá trên nó lên nó ăn. Buổi sáng thì nó ăn phân của con trồn. Khi mà mình muốn cho con cá này bắt lên cho nó ăn, cho trồn ăn, thì mình gọng nó lại 2-3 ngày mới cho nó ăn. Nó ăn no nó cá chê. À, cá chê bổ sung cám công nghiệp thêm. Thì mỗi một trại như vậy là có một cái cách làm riêng. Mỗi trại như vậy là có mỗi một cách làm chuồng riêng. Ở đây là em nuôi trồn này ở cái chuồng hở. Chuồng hở, cái thiết kế này là thiết kế của riêng em, chứ không phải là giống của ai hết á. Không có giống ai hết. Thì anh em mà coi thích hợp cái mẫu nào thì mình làm theo cái mẫu đó. Đúng không? Giống như em ở đây thì em nuôi ở trên cái mặt đìa, mặt ao như thế này. Nhiều anh em thì nuôi ở trên cái nền xi măng, nền khô. Đó, những anh em mà nuôi ở trên cái nền khô á, thì nói là nuôi dưới đìa, mặt đìa như vậy là nó lạnh, sợ nó lạnh hay như thế nào đó. Còn những anh em mà nuôi ở trên mặt đìa thì nói ở trên khô thì nó nóng, nó không thoáng. mỗi người có mỗi ý kiến, mình cũng không biết làm sao để mà giải thích cùng các bạn. Thì các bạn cứ xem cái địa hình của mình thích hợp nuôi ở trong môi trường nào, ở trên khô cũng được mà ở dưới nước cũng được, phải không? Ở trên mặt đìa cũng được, nói dưới nước thì giống nuôi cá thì không phải, ở trên mặt đìa cũng được. Quan trọng là cái giống trồn của mình nó có khỏe mạnh hay không, và nó có thích nghi với cái môi trường chăn nuôi của mình hay không. Đó, ví dụ như mình nuôi ở trong cái môi trường mà yên tĩnh, vắng vẻ, không có ai qua lại hoặc là không có tiếng ồn ào gì á, thì con trồn của mình á, mình để ý là nó sẽ nhát. Nó sẽ nhát. Khi mà các bạn mà làm có một cái tiếng động gì á là con trồn nó quảng, nó sẽ chạy chuồng, nó nhào nó chạy chuồng. Hoặc là con trồn cái nó đang đẻ, nó nghe tiếng động là nó sẽ ngậm con, nó tha con nó hoặc nó cắn con đó. Có những cái trường hợp như vậy. Thì là mình nuôi ở đây là các bạn biết là ở trong gần với những cái trại chim của mình, các bạn nghe cái âm thanh thôi, rất là nhiều cái âm thanh, tiếng chích cò kêu nè, tiếng chim kêu nè, tất cả những cái loài chim ở trong trại kêu rất là ồn ào. Nhưng mà các bạn thấy con trồn mình nó nằm nó ngủ ngon lành không? Đó, đâu có cái biểu hiện là của cái sự mà chạy nhảy hay là nhút nhát hay là gì đâu, tại vì nó nghe quen với cái môi trường ồn ào rồi, nó thích nghi với cái môi trường ồn ào rồi. Theo mình tìm hiểu và mình quan sát á, những cái trại khác á, thì có những trại á, người ta mở nhạc lên cho trồn nó nghe, không? Có những trại là mở nhạc cho trồn nó nghe, rồi có những anh em là treo những cái con chim hót vô trong cái trại của mình để tạo như là cái tiếng chim giống như là ở ngoài tự rừng, ở ngoài tự nhiên của nó vậy đó, cho con trồn nó không có bị căng thẳng và nó bị chạy lòng. Đó, các bạn thấy là nó đòi ăn nè, theo mình nó đòi ăn ha, không? Ăn cá phi ra nè. Buổi sáng mình cho nó ăn cái chuối, một con cá phi, không? Đối với con trồn mà tơ thì mình cứ cho nó ăn hết sức đó, đừng để cho nó mập, cho nó ăn hết sức để cho nó phát triển hết cái cơ thể của nó. Đến cái giai đoạn mà nó trưởng thành thì mình cho ăn theo cái khẩu phần thức ăn của trồn trưởng thành. Không, con trồn bầu thì cho ăn theo con trồn bầu. Không, trồn bầu thì nó có cái khẩu phần ăn của con trồn bầu. Không, con trồn này nó bụng nó căng, con nó đội lên, con nó chạy lên, con này cũng sắp đẻ. Những con mà nó thở nhiều như vậy là cũng gần đẻ đó, thở mệt đó các bạn, nó sắp đẻ. Không? Thì ở dưới này các bạn thấy mình cho cá ăn ở dưới này, phía dưới này là cá ăn ở dưới đây, nuôi cá chê dưới, cá chê. Cá phi thì mình nuôi không đủ số lượng để cho nó ăn. Có con cá chê phi này thì nó mau lớn nhất, nó mau lớn và nó làm thức ăn giống như là cái thức ăn phụ cho cái con trồn của mình nữa, chứ không phải là thức ăn chính. Thức ăn chính đó là cá phi chứ không phải là cá chê. Đó, một tuần mình có thể mình cho ăn 2-3 cữ cá chê gì đó phụ thêm, vì những anh em đi trước á, cho có cái kinh nghiệm, rút cái kinh nghiệm như thế này. Con trồn mà nó đang mang bầu á mà cho ăn cá chê liên tục luôn á thì không tốt. Nhiều khi nó đẻ con ra, con nó không có lông hoặc là con non như thế nào đó. Những anh em chia sẻ như vậy, mình cũng góp ý kiến của anh em đi trước lại và làm cái kinh nghiệm riêng cho mình, chia sẻ cho những anh em đi sau. Đó. Thì đây cái con trồn này nó mang bầu. Đó. Trồn nó mang bầu, cái vú nó rảnh lên. Con trồn là nó mang bầu thì cái vú nó rảnh lên. Vú nó đỏ đỏ. Trồn bầu. Cá bầu. Ban ngày thì nó nằm nó co lại nó ngủ hết. Ban ngày nó nằm co lại nó ngủ hết rồi. Đó. Thì các bạn biết là mình ví dụ như có nhiều bạn đến trại mình á thì cũng có ngỏ ý giống như là muốn tham quan, học hỏi. Thì các bạn nào mà thật sự mà muốn tìm hiểu về con trồn hương này á, các bạn xem những cái video cho nó chi tiết. Gần như là những cái video trước á, mình quay rất là chi tiết về cái cách thiết kế chuồng trại, cách làm, thông qua những cái hình ảnh với mục đích là muốn gửi cho các bạn ở xa các bạn tham khảo, rồi các bạn nào cần thiết các bạn đến chạy rồi mình sẽ chia sẻ với các bạn trực tiếp những hình ảnh ở bên chạy. Và các bạn cũng biết rồi, nuôi chồn thì mình hạn chế bớt khách vô ra trong trại. Cái thứ nhất là con chồn nó không phải như cái con chích cồ hoặc là con đa le mà mình đi tham quan hàng ngày được. Không có những con nó mang bầu thì nó cái tính nó thay đổi, hoặc những con nó đẻ con rồi nó bảo vệ con nó khi mà nó có cái mùi lạ hoặc là có người lạ vô thì nó tha con, nó ngậm con á, hoặc là dữ hơn nữa thì nó có thể là nó cắn con nó luôn các bạn. Các bạn chăn nuôi các bạn cũng hiểu cái điều này, nên mình hạn chế bớt khách tham quan vô trại mình. Những bạn nào thật sự cần thiết mình mới cho vô, chứ không phải là ai cũng cho vô ha. Các bạn cũng thông cảm, mình hạn chế tiếp khách ở bên chạy trồn. Thì các bạn quan tâm thì các bạn cứ xem những cái hình ảnh ở trên cái video của mình. Đây là cái hình ảnh thực tế mình quay ở trại mình chứ không phải là quay ở trại khác. Và các bạn cần cái kích thước hay là cần cái như thế nào đó thì các bạn gọi trực tiếp ở trên cái số điện thoại đó để mình được tư vấn, để được mình tư vấn. Ví dụ những lúc mình bận mình quay YouTube như thế này mình không bắt máy được thì bà con gọi lại giờ khác, từ 7 giờ sáng cho tới 19 giờ tối thì mình sẽ giữ điện thoại suốt trong quá trình đó. Không, những lúc mình quay YouTube như vậy thì mình tắt máy hoặc là mình tắt chuông để mình quay mình chia sẻ cho các bạn. Đó, mình còn nhiều việc khác nữa, tiếp khách hoặc như thế nào đó. Các bạn gọi không được thì các bạn gọi lại giờ khác nha. Thì hôm nay chia sẻ những cái hình ảnh ở bên chạy trồn cho các bạn coi. Thì thông qua cái video này để gửi cho các bạn nào mà đang theo dõi kênh YouTube của mình và muốn khởi nghiệp nuôi trồn á, để các bạn có một cái thông tin rồi các bạn có thể đi những cái chỗ khác hoặc là tham khảo những cái kênh khác về cái cách làm chuồng trại, cái cách nuôi, mỗi người nuôi mỗi khác không. Riêng bản thân mình á, thì mình cũng thường xuyên đi trao đổi với anh em rồi đi học hỏi từ những anh em thêm những cái kinh nghiệm mới nữa đó, để mình tích lũy thật nhiều kinh nghiệm để khi mình có cái việc gì đó xảy ra thì cái khó khăn gì xảy ra đó mình có cái hướng để mình xử lý. Đó là cái quan điểm của mình. Thì có thể là cái video hôm nay mình kết thúc ở đây các bạn nha. Sẽ hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Xin chào các bạn và xin chào bà con.